Lương ơi, bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn đây nè. Lần này. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Đây, đây, đây. Em bị tụi mình sơ muối, sơ muối. Bây giờ sẽ lên lăn nách. À, lăn khử mùi. Nghe cho nó vô đi. Lúc nãy hết mic, mic em cứ ngồi kế bên đây nói vẫn nghe. Ok, lại có mic chưa? Có. Ok. Rồi nghe rõ đúng không ạ? Đây Lương ơi, Lương giới thiệu cho mọi người đi. The next Stop Direct. Đây là mình nói là mình đã dùng nó khá là lâu rồi, chắc cũng phải được hơn nửa năm. Và đã dùng tầm hơn 2 lọ. Cái này dùng được khá là lâu so với những loại mình không tiện nhắc tên thì nó chỉ có 15 gram thôi, nhưng mà Stop Direct sẽ có 30 gram. Và nó sẽ có phân tử nhôm để khử mùi, đi bơi, chạy bộ. Có mùi thì khử, thì xử lý thôi. Nhưng mà sẽ có những loại mà ngày nào cũng phải lăn á, thì nó cũng hơi bất tiện chút xíu. Chẳng hạn mình đi công tác hay là mình đi chơi mình không có tiện, thì cái loại này chỉ cần lăn 2-3 lần một tuần trong những thời điểm đầu tiên. Sau này thì chỉ cần rút xuống 1-2 lần một tuần là ok. Và nó khử mùi rất là ok nha. Mặc dù không phải là 48 tiếng như trên bao bì nói, nhưng mà nó cũng được khoảng 30 tiếng. Đúng. Ít nhất là 30 tiếng. Rất là dễ chịu, nó không bị rát này, không bị vàng áo và không bị thâm, có được nói không? Không. Được. Không bị thâm này, không bị thâm này. Nên là các bạn nam hay các bạn nữ dùng đều rất là ok ạ. Đấy thì mình đã dùng rồi và mình thấy là xứng đáng. À, ai mà không hôi lắm á thì dùng được trong vòng từ 4 tháng lâu. Lâu phê đấy. 4 tháng. Bởi 4 vì tháng. Là cái này giằng lòng mà, chỉ cần lăn một đường thôi. Nếu... Nhưng mình hay dùng ở nhà thì mình sẽ đi tắm xong rồi, xong rồi lau người khô ráo các thứ, nghiêng nước, ráo nước đi xong rồi sẽ cầm, mỗi lần mình chỉ quệt đúng một lần thôi, chứ mình không quệt đi quệt lại, quệt đi quệt lại, quệt đúng. Do nách của bạn nhỏ á. Nách của anh Tiến các kiểu là phải 2 lần cơ. Nói đấy tội anh Tiến quá. Và anh... cái này thì lúc mở ra thì nó hơi có mùi một chút xíu, nhưng mà khi mà khô rồi thì lại không có mùi nữa. Như kiểu lăn nách bình thường thì nó sẽ là có mùi thơm, đúng không? Nhưng thơm. Mà cái này thì sẽ không có mùi. Nếu mà dùng các bạn dùng cái này thì sẽ rất là tiện khi các bạn dùng nước hoa. Nó sẽ không bị đá lẫn nhau. Đúng rồi. Nếu mà nước hoa có với lăn nách mà nó đá mùi nhau thì nó cũng tạo ra cái mùi mình không được kiểu chủ định lắm. Nhưng mà cái này thì lỗ đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái mỏng ấy, mọi người sẽ thấy là sườn nó khá là mỏng, nên là nó sẽ cần những cái ưu ái nhẹ nhàng nhất để tránh bị thơm, đỡ bị rát và đỡ bị vàng áo. Nhưng quan trọng vẫn là khử mùi tốt. Đúng rồi, nó khử mùi. Nó khử mùi. Cái này thì cái vấn đề khử mùi á thì phải dùng từ 1 tuần đến 2 tuần. Còn cái vấn đề mà ra nhiều mồ hôi á, nhiều bạn mặc sơ mi trắng hay là gì đấy á, nó bị trắng, nó bị mồ hôi ra nhiều á, thì cái này dùng tầm tuần trong vòng tuần đầu tiên á, nó là kiểu hỗ trợ giảm cho cái tuyến mồ hôi. Đúng rồi. Chủ yếu sẽ là dùng phân tử nhôm và có, tức là nó có cả cồn nữa, là khi mọi người quệt nó tầm 3-5 giây là nó sẽ bay hơi. Đúng rồi, nó sẽ bay hơi khô ráo đi. Dùng rất không là thích nha. Không bị ướt này. Và dòng này thì dòng treatment ấy, dùng một tuần khoảng tầm 3 lần nhỉ? 3 lần, 2 3 lần. Một tuần từ 2 đến 3 lần, nếu như nách ai hôi thì tầm 3 lần hợp lý. Ba rồi lần hợp cứ lý. hai ngày xài một lần. Còn nách ai mà không mùi lắm như mình á thì dùng 2 lần thôi. 2 lần là ok. Với các bạn nữ mà không quá có tuyến mồ hôi quá mạnh á thì các bạn dùng 2 lần là hợp lý rồi. Còn với các bạn nam vận động như kiểu mình hay chơi thể thao rồi các thứ tắm mồ hôi nhiều thì 3 lần. Ba lần. Nách bự thì đang xài bao nhiêu lần? Trường hợp nách bự như anh thì sao như anh hỏi đâu. Nách anh bự lắm, anh phải lăn tầm 3 lần cơ. Ví dụ như Lương thì dùng khoảng tầm lâu hơn anh Linh. Còn như anh Linh thì dùng chắc tầm 2 tháng là hết một chai này rồi. 2 tháng là lâu thế.
lâu mà anh, cái này dùng rất lâu. Anh mua khoảng tầm 2 tuần thôi. À bởi vì là mấy loài khác là anh phải lăn thường xuyên. Ừ. Như kiểu một ngày anh phải lăn buổi sáng này, xong rồi buổi chiều anh đi tập gym anh lại phải lăn lại tiếp. Nhưng mà cái dòng này thì dòng treatment mà anh lăn tầm khoảng 2 đến 3 ngày một lần. 2 ngày một lần. Tầm 2 ngày một lần hợp lý nhỉ? 2 ngày một lần hợp lý. Cứ sau khi mà tắm xong không, thì chúng ta sẽ giá hôm nay chỉ còn 245k anh free ship ấy. Free ship 245. 227. 227k nha mọi người ship, ơi. Có voucher. Chị Hằng đang còn đi ăn một chút xíu mọi người ạ. Ở view tụt chết rồi. Cứu. Anh Tiến ơi, cứu. Mọi người ở lại chờ chị Hằng một chút xíu thôi. Chị Hằng cho chị Hằng ăn cơm một chút xíu mọi người ạ. Cấp cứu view. Anh vào đi chứ. 240. Em ngồi đây tụt view em sợ lắm này. Anh đi vô cho em mượn cái đất nào. Cứu à. Cần anh Tiến ơi cứu. Vô đây. Cứu em. Chờ em với anh so hai tấp hai to. Hello Linh. Hello anh. Quang Linh. Có donate, có donate. Quang Linh mới donate. Đây rồi anh Tiến ơi, anh Tiến. Tặng quà thật kiếp gì mà không thấy chị Hằng cảm ơn nhiều như này làm sao mà cảm ơn được. Đúng rồi. Nick của Linh thì 10-20 nghìn là view. Nick chị Hằng nhiều như này làm sao mà biết được. Nếu mà tặng quà phải tặng cái con to vào, nó bay múa lượn đầy màn hình ấy thì con gầm gầm ấy. Mọi người ở đây mới nhìn thấy được. Chứ tặng là hoa hồng. Anh ơi, sắp tăng view rồi, anh biết tại sao không? Sắp 3 giờ lên táo. Sao mọi người 3 giờ lên táo này? 30 phút lên một lần mà bạn. Cho cái mic của anh Tiến này. Đây rồi, dùng nhưng mà cái này hết chưa anh? Dùng chung mình. Lên để gì tiếp đi chị? Ăn hỡi còn mà vẫn còn mà cái này đang cũng pre-order đúng không? Pre-order ở đây anh. Cho thử phát rồi. Đâu em bây giờ là nách anh, nách em, nách ai to. Quay đi không là nách nhiều lông. Đó. Nhiều lông. Em thấy chưa chi là chuột em to hơn chuột anh này thấy không? Đấy. Đã ha. Đã ha. Ê, có tiếng mềm dẻo á. Chị Hằng đi ăn nha mọi người. Rồi. Đấy. Dùng được. Rồi, hẹn em một tháng nữa. Kẹp một cái là mất tiêu cái này thôi. Thôi, đang bán lăn đây cái ngà không, mấy cái này không quan trọng. Quên ok. Thôi, không có quậy nhiều lông. Anh cày gì? Hả? Không sao. Khiếp ông vừa vừa. Có mít. Lên đồ gì đó. Lên đồ nhà em luôn nha. Lên khô bò miếng đi nhở. Khô bò miếng với khô bò sợi đi. Duy Mẫn, khô bò. Thôi lên khô bò nha mọi người ơi, chả biết lên gì. Rồi lên khô bò cho dễ nói, đúng không? Đúng rồi. Lên khô bò sẽ là sở trường của Lệ luôn các bạn ạ. Đấy, sẽ nói được nhiều cái hơn. Nhưng mà lên cái khác thì có vẻ là hơi quá sức. Hơi quá sức với mình sợ, mọi sợ, người ạ. Sợ nói quá. Khi mình like có 1-2 nghìn mắt xem, like bao nhiêu mắt xem, sợ lắm. Khô bò Bà Liêu. Lên một khô là khô bò nào trước đây? Khô bò gì? Mọi người muốn lên khô bò gì ạ? Khô bò miếng. Khô bò miếng đi. Rồi, ok. Khô bò miếng. Nhìn mà ông kìa tinh tế chưa? Cảm ơn đây anh luôn. Ở đây. Ăn. Ở đây ăn. Chưa. Ôi, bây giờ sẽ lên khô bò miếng nha mọi người ơi. Đức Anh đâu nhở? Đức Anh ơi, lên khô bò miếng nhá. Khô bò miếng bên em thì không có chất bảo quản, không phẩm màu nha mọi người ơi. Nguyên miếng. Giá bao nhiêu nhỉ? Anh Tâm ơi, giá bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngồi trong này là không, anh em là không biết giá luôn. Giá là sẽ còn có cả voucher nhá. Voucher nữa nên là bây giờ voucher hôm nay là của hàng là tương đối là cao. Có thể là giá là sẽ... mọi người cho em xem cái mọi người comment cho em cái giá với mọi người ơi. Này. Đây em có bích rồi em. Đây em tự đập. Vẫn bé. Ui, anh ơi 250g hôm nay chỉ còn 140k. Hôm nay là nick của chị Hằng là gọi là sao? Voucher. Không, chị Hằng là khác. Anh là người livestream nhưng mà chị Hằng là gì nhỉ? Super like à? Cái gì nhỉ? Super top like à? Super ấy. Chị Hằng là super ấy mọi người. Thôi cứ ăn trên đó. Anh Tiến là super. Super để ăn mà.
Xúc nơ để sao sao mà. Thôi em nói tiếng bộ anh tiếng để review đấy. Hôm nay chỉ còn với giá là 140k cho hộp 250g nha. Một hộp như này nha mọi người. Ủa sao em không đổ này nha. Giá hôm nay chỉ còn có 140k cho 250g. 250g nhé cả nhà nhá. Đây là khu bỏ sởi, đây là khu bỏ miếng. Không, cái đấy là cái đồ khác. À, ok. Anh ăn đi. Anh đổ ra ăn đấy. Anh chỉ bộ đổ vô đây thôi chứ thật ra là anh bình thường là cái này là giá bao nhiêu? Bình thường là 253k, hôm nay chỉ còn với giá là 140k.